Rồi bây giờ thì đến đoàn Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi được ca sĩ Thủy Tuyên hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng. Ca sĩ Thủy Tuyên, anh Lê Công Vân là rất là vất vả và muốn trao trực tiếp những phần quà của mình trực tiếp bằng tay của bà con, một cái giấy cử, một cái chỉ rất là đẹp. Đây là cái không khí trao quà cho những hộ dân ở huyện Sơn Tây, huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.